Giờ anh Hùng, giờ anh Hùng ở đây là suốt ngày chịu, suốt ngày chịu đựng. Chứ em ngay quay đầu với anh Tuyến nói chuyện trước rồi. Đó hôm nào là nói. Đúng, chứ Tuyến ngủ em còn nói chuyện được mà. À, em thấy kiểu là giao tiếp một chiều đúng không? Tuyến nói là mình nghe hả? Có bạn không em? Có thấy không? Châu à? Không có, kêu gì anh không? Đố. Ui. Đố xin đối. Anh chỉ tạo là báo là ừ. Nghĩa chắc anh lây với anh Hùng. Lây nhỉ? Ừ. Nghĩa chắc anh với anh Hùng. Chắc thế nào hả? Được. Nếu mà anh lây muốn đá anh. Lấy em đây. Anh cứ đánh đâu. Chắc biết anh Hùng. Anh tạo mạng rồi đấy. Đại lây đéo trả lời các bạn mình rồi. Ai à, không trả lời các bạn mình ấy. Buồn thế nên. Nghĩa, Nghĩa ơi, Nghĩa ơi. Bây giờ ông phải đánh vào em mà không kết bạn, đánh vào anh. Trưởng phòng, ông có chức, có quyền. Sợ gì bảo là nhân viên em bảo anh là trưởng phòng của anh lây đấy. Rồi. Anh là cấp trên. Đúng rồi, mẹ toàn chơi hách. Mà em nhìn mắt đây là sai với mắt anh em. Là đồng nghiệp thôi. Anh lây về bảo anh gái kết bạn đi. Mày bảo cái thằng Hoàng Đức nghĩa nó thiệt trai lắm. Quá không xấu, đừng bảo thằng Đức bảo thì không ai lắm, đừng đồng ý. Thằng Đức Hoài xấu ra nhất phòng. Bảo là thằng Đức Hoài ngày trước là làm mối cho anh đấy. Đấy. Thì em mày bỏ, thì em mày bỏ nhá. Em tặng cơ hội cho anh là gì nữa? Có thể tặng cơ hội. Tặng cơ hội gì nữa? Nó đã mặt đồng với cộng hòa đám. Nhờ mình anh Lê mới quen rồi em đấy đấy. Quen em hả? Em trước làm gì với tôi. Thế tôi nhờ anh Lê trả anh Lê xúc luôn. Xinh không? Ừ. Anh Lê ấy. Lê chơi luôn. Anh Lê chơi luôn rồi. Thế là được còn đang yêu không? Bỏ rồi. Anh Lê không biết thế nào để bỏ rồi. Kiểu chơi chán rồi. Thì em thôi. Tạm mấy thế. Giờ mới đang yêu à? Cái này lấy tao của tao đấy. Anh Lê đúng là tao hoa nhỉ. Gặp cái yêu luôn. Mình lây dịch sóng phát thôi. Con Hải Dương quê em ấy đấy. Quê em quê em bây giờ nhỏ Hoàng đấy. Ô thế á? Ôi đừng nói quê là Hoàng dơ lắm. Ở tôi dơ. Nói quê là Nghĩa. Tôi cho nhà ông Tất đấy. Thế ta bỏ ra anh đấy. Ta bỏ. Hỏi tất cả là do Hoài mà ra. Anh biết do anh mà ra tình yêu ấy nay xa càng xa. Nó không dây dây tình à? Anh lấy bỏ chứ không phải con đấy bỏ gì. Thế sao một sách Hoài? Hoài bà mối thì Hoài Hoài thì sợ rồi.
bạn lắc nhỉ. Đi test đi mấy giờ anh hả? Cái gì cơ? Đi vào phương tiện gì đi? Đi đâu? Em đi mượn xe Thành đi được. Mượn xe Thành đi. Đi đâu rồi bạn? Đi ra con. Đi ra con mà. Chuyên đi 8 giờ đúng không? Nói đi trước 8 giờ. Hôm nay đi cùng nhau. Đi ở đâu hả? Cái gì chúng bây giờ đi Lý Thường Kiệt cửa Nam ấy. Tôi đọc đưa đó. Đi để xem đây. Chắc chắn hôm qua anh Lây nói gì về anh em mình rồi, nên là em gái anh Lây không đồng ý. Anh Lây thì nói gì đâu, anh em mình mời người như thế cả lại không đồng ý đúng không? Mình chết cái bạn với ai mà không đồng ý mình. Đẹp trai, quan trọng là đẹp tâm hồn, chính là giờ đẹp trai cũng phúc mà. Giờ xem cái này có tường em này toàn thì trong sáng. Hôm nay anh Miên bảo chứ, anh không ra khỏi phòng rồi à? Sao anh Tiến cố trưởng phòng rồi? Ai cố? Ai nói chứ? Miên. Đâu cái từ mà Tiến cố trưởng phòng cũng hoàng phải nói đấy. Hoàng áp quá luôn. Sao mình đang ngồi mấy con kia mua quả thì bảo em bao nhiêu 15 đây nhiều không? Thế là mình vào không thể giá ở đâu mà sao ông mua được còn một cái ao. Mình nhìn con món sau này biết sau này thế phải lấy. Bắt đầu có nhiều. Đúng giá nhiều rồi. Còn bây giờ kinh yêu hoàng này mình nhớ mấy lần trước bên đèn cầu lông. Không bắt bằng rồi cái thằng đấy điểm kia mà cứ là ngọc. Cái chỗ mà được ok rồi. Cái đời đấy vào là trước một thời gian. À đợt trước em. Được rồi năm nữa. Cái đó. Tự nhiên nó bảo là nó không là hỏng xe, nó hỏi tôi. Ờ vậy em mới mua xe từ hồi năm nhất đúng không? Nó hỏng xe Everest này, học hỏi tôi bảo là sửa kiểu gì ấy. Nó kêu kiểu mình bảo là mình đi hỏi cho là ai biết là người đâu. Người ta bảo là đi thay quá được thì mình bảo đi thay cho cơ. Nên gọi thì Ngọc đến, thì Ngọc bèo ra rồi gọi mình mua bảo hiểm, nó sẽ mua bảo hiểm. Đi cô này Ngọc rồi bảo. Đó. Đâu, con này mới quen chứ. Thầy Ngọc là mới đặt hết đặt năm ngoái. Thì tôi bảo là đợt vừa rồi là đấy tôi gặp thì vẫn thấy với thằng đi với thằng kia thì bây giờ lại nghe thấy Ngọc em đã rồi giờ bây giờ lại đây với Hoàng còn là Đào Hoàng ấy. Anh Long anh bảo ở với anh Long luôn kìa. Anh Long bảo là tôi ấy gặp ngồi tôi để xe ấy. Ủa hôm trước anh hỏi nó đòi nó tôi để không hỏi để hỏi điện thoại kia mà thì từ anh Long vừa bảo với em rồi. Em bảo là anh Tuyến ra rồi anh là chờ anh Long rồi từ anh đang xem bởi vì bây giờ không có chỗ để xe nên anh Long thì em gọi lại và bảo với em mà nó bỏ về ra nó phải ra rồi à thích ra rồi bây giờ anh ấy đang ở một mình hay sao nhỉ? Ở bên giờ đang ở một mình.